thưa quý vị và các bạn, thiên nhiên thì ngày càng có nhiều biến động, xã hội ngày càng phát triển. Cũng chính bởi vậy mà nhu cầu sử dụng điện trong các khu công nghiệp và gia đình thì ngày càng nhiều hơn. Và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây nên các sự cố về điện, gây chập cháy thiết bị điện và gây thương vong về điện giật ở con người. Và sức khỏe của con người cũng bị ảnh hưởng rất lớn bởi sóng điện tử. Theo thống kê của Bộ Công Thương Việt Nam, số vụ tai nạn liên quan đến điện công nghiệp tăng 500 vụ mỗi năm, hơn 400 người tử vong và hàng trăm người bị thương. Riêng 9 tháng năm 2019, khoảng 3.000 vụ cháy nổ và hỏa hoạn diễn ra, thiệt hại 1.100 tỷ đồng về tài sản, 200 người chết và bị thương. Trong thực tế, có đến 70% vụ hỏa hoạn là do sự cố điện. Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể hạn chế tối đa nhất những cái rủi ro do điện gây ra? Thì Thu Hằng xin giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn một cái sản phẩm, đó chính là ECSPD đến từ công ty Energy của Hàn Quốc, một cái công ty chuyên cung cấp các thiết bị đảm bảo an toàn về điện. Và đây cũng là một cái sản phẩm và được nghiên cứu sản xuất rất là kỹ để ngăn chặn cái mạch điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Và bên cạnh Thu Hằng lúc này đây là anh Đức Thiện, kỹ thuật viên đến từ công ty Hô Sung, một cái công ty phân phối độc quyền cái sản phẩm ECSPD này. Và anh sẽ cùng giải thích cho chúng ta về cơ chế hoạt động của sản phẩm này nhé. Enerpark Hàn Quốc là một doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. ECSPD là sản phẩm được phát triển để loại bỏ thảm họa từ điện do sự lão hóa của các cơ sở điện hiện có. Sản phẩm ECSPD được công ty Enerpark nghiên cứu và hoàn thiện trong 15 năm. Với phương châm xây dựng một nền tảng năng lượng toàn cầu, Enerpark nỗ lực nghiên cứu để sử dụng điện an toàn trong mọi môi trường sống và các ngành công nghiệp trên thế giới. Enerpark không ngừng nỗ lực đổi mới để tạo ra công nghệ quản lý điện tốt nhất thế giới. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là thời đại không thể loại trừ điện và phạm vi sử dụng của nó ngày càng đi sâu vào cuộc sống của chúng ta. Để sử dụng an toàn và đổi mới điện, Enerpark liên tục thúc đẩy R&D để tạo nên nền tảng cho một cuộc sống hạnh phúc cho tất cả mọi người trên thế giới. Áp dụng kỹ thuật ECSPD có thể ngăn ngừa được những tổn hại phát sinh khi xảy ra tai nạn trong môi trường ẩm nước. Năng lượng điện giải phóng trong nước, cơ thể con người hoặc các vật chất có tính dẫn điện, dây tiếp đất có thể bị rò rỉ, dòng điện bị rò rỉ này có thể gây hỏng hóc các trang thiết bị điện và gây hại đến cơ thể của con người. ECSPD là một sản phẩm có thể ngăn được dòng điện rò rỉ và những sự cố như vậy. Hơn nữa, ECSPD hạn chế rò rỉ điện, đồng nghĩa với việc tiết kiệm điện năng tiêu thụ trong sinh hoạt gia đình và cộng đồng, trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và trong truyền tải điện từ 10 đến 15%. Thử nghiệm thiết bị ECSPD ngoài ngăn chặn sự rò rỉ điện, tai nạn điện giật, ECSPD còn có các ưu điểm: giảm chi phí điện, phòng ngừa tổn thất do sự ngừng hoạt động của máy móc trong công nghiệp khi trời mưa bão lũ, ngăn chặn sóng điện từ, sóng điện nhiễu, bảo vệ thiết bị, giúp thiết bị vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi ngập trong nước. Nguyên lý công nghệ ECSPD là cải thiện dạng sóng bằng thiết bị điều chế bù tần số. Nguyên tắc hoạt động của ECSPD: thiết bị ECSPD bù pha bằng thiết bị điều khiển, điều chế bù tần số bằng cách sử dụng dải bước sóng dựa trên hiện tượng đẳng thế giữa mỗi pha, một pha và ba pha. ECSPD chuyển đổi tần số thành biên độ không đổi mà không bị nhiễu bên ngoài, từ đó các dòng điện trường được sắp xếp theo dòng điện và không có hiệu điện thế. Nói cách khác, ECSPD sử dụng nguyên lý điện thế triệt tiêu, điện thế không để ngăn chặn dòng điện bị rò rỉ. Đó là nguyên lý giúp ngăn ngừa điện giật bằng cách giảm dòng điện rò rỉ và chắn tia sốc điện. Do đó có thể ngăn ngừa điện giật bằng cách chắn điện và giảm dòng điện rò rỉ, chống sốc điện mà không bị nhiễu tín hiệu từ bên ngoài thông qua cơ chế bù tần số. Vì vậy, nó không liên quan đến việc đoạn mạch hay quá tải. Bối cảnh phát triển sản phẩm ECSPD: bởi tình trạng xuống cấp ở cơ sở điện làm gia tăng tai nạn chập cháy điện, điện giật, gây thiệt hại vật chất, thiết bị điện, máy móc và các cơ sở vật chất khác, gây thương vong về người và sức khỏe con người bị ảnh hưởng do sóng điện từ, do tiếng ồn tín hiệu điện và sốc điện. Chức năng chính của sản phẩm ECSPD: chắn và làm giảm sự rò điện, chắn tia sét, tia sốc điện. Kết nối điện trở với mạch sẽ tạo ra dòng điện rò rỉ. Kết nối ECSPD với mạch này giúp giảm dòng điện rò rỉ. Lĩnh vực áp dụng cho tất cả các lĩnh vực có sử dụng điện: khía cạnh công nghiệp, ngăn thất thoát năng lượng và giảm chi phí cho xã hội do điện rò rỉ, tăng vai trò đi đầu của kỹ thuật nền tảng IT do kỹ thuật điện đa dạng, phòng ngừa tổn thất do sự ngừng hoạt động của các thiết bị bơm nước khi trời ngập lụt. Khía cạnh người sử dụng, giải tỏa tâm lý do sợ sử dụng điện, đề phòng và giảm các sự cố về an toàn điện, góp phần vào sự an toàn cho người sử dụng nhờ các sự cố phát sinh do sóng điện từ, đem lại hiệu quả phòng tránh các tai nạn do điện giật.
khía cạnh kinh tế, mở rộng cơ hội làm ăn cho các doanh nghiệp điện tử, điện cơ thông qua kỹ thuật bảo lưu nguồn điện, thông qua việc phòng tránh các tai nạn an toàn lao động, giảm thất thoát, mang lại hiệu quả kinh tế, thông qua cơ sở vật chất kỹ thuật IT trong nước và hợp tác đa phương, đảm bảo được tính cạnh tranh về mặt kỹ thuật. Khía cạnh quốc gia, tránh tai nạn điện giật cột đèn đường do rò rỉ điện, mùa mưa, tăng cường dịch vụ an toàn công cộng, chống thất thoát nguồn năng lượng do rò rỉ điện và giảm chi phí bằng việc cải thiện hiệu suất, tăng tính cạnh tranh quốc gia thông qua việc sử dụng kỹ thuật triệt tiêu dòng điện rò rỉ chất lượng cao, giá thành thấp. Thiết bị bảo vệ rò rỉ điện ECSPD đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký phù hợp cho thiết bị phát thanh và truyền thông. Số đăng ký RRENXECA1000 do Cơ quan Nghiên cứu Vô tuyến Quốc gia KC Hàn Quốc chứng nhận. Giấy kiểm tra độ tin cậy ECSPD do Viện Nghiên cứu Thử nghiệm Cơ và Điện Hàn Quốc cấp. Giấy kiểm tra độ tin cậy ECSPD số T2020-01590, chứng nhận thử nghiệm Hàn Quốc cấp. Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng và chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường ISO 9001-2015 và ISO 14001-2015. Phạm vi chứng nhận, thiết kế, phát triển và sản xuất các bộ phận điện, điện tử ECSPD, thiết bị bảo vệ đột biến bộ sưu tập điện và ENSPD, thiết bị chống ổn điện tử. Đã được cấp bằng sáng chế tại các quốc gia Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Úc, Đức, EU, Việt Nam. ECSPD được công ty cổ phần Hô Sung tại địa chỉ số 4 đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, độc quyền phân phối tại Nghệ An. Sứ mệnh của Hô Sung là đồng hành cùng lợi ích và sức khỏe của cộng đồng. Dòng điện thông minh, triệt tiêu mọi hiểm họa.